第17课 77 tương với phần 6 bài 2 quyển 3. Đầu tiên hãy hỏi, lần này bạn thi thế nào? 这次你考得怎么样? Hãy nhắc lại từ chỉ phút. Phân. Phân. Từ này còn dùng để chỉ điểm số. Ở Trung Quốc thường tính theo thang điểm 100. 95 điểm. 95分. 95分. Đã thi được 95 điểm, nguyên văn là thi rồi 95 điểm. 考了95分. 考了95分. Môn tổng hợp đã thi được 95 điểm. Tổng hợp khờ khảo lờ 95 phân. Tổng hợp khờ khảo lờ 95 phân. Cũng được, môn tổng hợp thi được 95 điểm. Hãy có thể, tổng hợp khờ khảo lờ 95 phân. Hãy có thể, tổng hợp khờ khảo lờ 95 phân. Nghe cùng đọc hiểu giống nhau, nghe với đọc hiểu giống nhau. Thính lý cân yue tú yàng. Thính lý cân yue tú yàng. Điều là 90 điểm. Đâu sư 95 phân. Đâu sư 95 phân. Khẩu ngữ thì không tốt lắm. Khẩu ngữ khảo đờ bù thải hảo. Đã chỉ thi được 85 điểm, nguyên văn là chỉ thi rồi 85 điểm. 只考了85分. 只考了85分. Bạn thì sao? 你呢? Bạn thi tốt hơn mình, bạn kiểm tra tốt hơn mình, nguyên văn là bạn so với mình thi tốt. 你比我考得好. 你比我考得好. Thi giống như bạn, nguyên văn là cùng bạn thi giống nhau, với nghĩa thi được kết quả giống như bạn. 跟你考得一样. 跟你考得一样. Viết giống như bạn. 跟你写的一样. 跟你写的一样. Làm giống như bạn. 跟你做的一样. 跟你做的一样. Hãy nhắc lại thi giống như bạn. 跟你考的一样. 跟你考的一样. Đọc hiểu của mình thi giống như bạn. 我的阅读跟你考的一样. 我的阅读跟你考的一样. Không thi tốt bằng bạn. 没有你考得好.
没有你考得好. Môn tổng hợp và môn nghe đều không thi tốt bằng bạn. Tổng hợp cơ và thính lý cơ đều không có bạn khảo được tốt. Tổng hợp cơ và thính lý cơ đều không có bạn khảo được tốt. Bây giờ là cách nói được, đạt được trong bài này dùng với điểm số. Tứa. Tứa. Từ này còn hai cái đọc khác đã học là chữ tơ đắc trong bổ ngữ và tẩy có nghĩa là phải. Hãy nhắc lại được, đạt được. Tứa. Tứa. Đã được, nguyên văn là được rồi. Tứa lọ. Tứa lọ. Đã được rất nhiều đồ. Tứa lọ hẳn tố tông xỉ. Tứa lọ hẳn tố tông xỉ. Đã được bao nhiêu điểm? Tứa lọ tố sảo phân. Tứa lọ tố sảo phân. Đã chỉ được, nguyên văn là chỉ được rồi. Chỉ tứa lọ. Chỉ tứa lọ. Đã chỉ được 80 điểm. Chỉ tứa lọ 80 phân. Chỉ tứa lọ 80 phân. Hãy nhắc lại, bạn thi tốt hơn mình. 你比我考得好. 你比我考得好. Đọc hiểu của mình thi giống như bạn. Wo de yue du gen ni kao de yang. Wo de yue du gen ni kao de yang. Môn tổng hợp và môn nghe nói đều không thi tốt bằng bạn. Tổng hợp cơ và thính lý cơ đều không có bạn khảo được tốt. Tổng hợp cơ và thính lý cơ đều không có bạn khảo được tốt. Đã chỉ được 80 điểm. Chỉ được 80 phân. Chỉ được 80 phân. Nghe viết mình đã không thi tốt. Thính xỉa wo mei kao hao. Thính xỉa wo mei kao hao. Hào đây là bổ ngữ kết quả. Có chữ Hán không biết viết. Yǒu de hán zì bú huì xiě. Yǒu de hán zì bú huì xiě. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nhẹ, nặng. Chiêng trùng. Làm phiền, tôi hỏi thăm một chút. Lão giả, 我打听一下. Người lái xe taxi. 出租车司机. Điện thoại vang rồi, điện thoại kêu rồi. 电话响了. Hai viên thuốc. 两片药. Kết quả ra rồi. 结果出来了. Phòng khách diện tích hơi bị nhỏ một chút. 客厅面积小了点儿.
Nếu mà không vừa ý. 要是不满意. Giao thông thuận tiện hay không? 交通方便不方便. Viết thành cái này rồi. 写成这个了. Biện pháp tốt. 好办法. Đại khái đã quen rồi. 差不多已经习惯了. Lúc nghỉ giữa giờ. 课间休息的时候. Tản bộ một lát. 散一会儿步. Thông thường cần. 一般要. Mấy năm liền rồi. 好几年了. Cao huyết áp, mất ngủ. 高血压, 失眠. Biến hóa rất lớn. 变化很大. Thượng Hải không lớn bằng Bắc Kinh. 上海没有北京大. Nhiệt độ không khí của Thượng Hải cao hơn Bắc Kinh nhiều. 上海的气温比北京高得多. Bởi vì trong nhà không có sưởi. 因为屋子里没有暖气. Các gia đình thông thường, các gia đình bình thường. 一般的家庭. Có khả năng không thích như những người trẻ tuổi các em. 可能没有你们年轻人那么喜欢. Ở nơi xa xôi ấy. 在那遥远的地方. Bốn mùa xuân hạ thu đông. 春夏秋冬四个季节. Khí hậu có giống nhau hay không? 气候一样不一样. Lạnh giống như Bắc Kinh. 跟北京一样冷. Không thường hay nổi gió. 不常刮风. Không những thường hay có tuyết rơi mà còn rơi rất lớn. Bù đàn chán chán xa xuế, ở chìa xa là hẳn đà. Đã chỉ được 80 điểm. Rử đứa là 80 phân. Thi giống như bạn. Cái này khảo đấy ý ạ. À?